Khi nghe tới cái tên Paul Pogba, liệu bạn có chợt giật mình nhận ra đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cái tên ấy xuất hiện trong trí nhớ của mình? Có cảm giác như thể Pogba đã biến mất khỏi bản đồ bóng đá thế giới trong một khoảng thời gian quá dài. Thế nhưng khi vừa chập chững bước những bước đầu trong việc trở lại sân cỏ, tiền vệ người Pháp lại khiến tất cả phải chú ý với thêm một vụ bê bối giống như cái cách mà người ta đã nói về anh trong suốt những năm tháng đã qua của sự nghiệp. Sau chiến thắng của Juventus tại lượt đi vòng 1/8 Europa League trước Freiburg với tỷ số 1-0 trên sân nhà Allianz, trong số những người ăn mừng chiến thắng này, không có Paul Pogba, cái tên đã bất ngờ vắng mặt trong đội hình của bà đầm già. Việc Pogba vắng mặt không hề liên quan đến vấn đề chấn thương hay là thể trạng, mà đó là một hình phạt mà huấn luyện viên Marc Allegri dành cho cậu học trò người Pháp do lỗi vi phạm kỷ luật. Phát biểu trước trận đấu, nhà cầm quân người Italia cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng Pogba đã đến muộn trong buổi họp đội vào tối qua. Đó là lý do mà cậu ấy không có tên trong danh sách thi đấu. Tôi tin rằng mọi người đều phải tuân thủ nguyên tắc và tôn trọng tập thể." Ngồi trên khán đài sân Allianz, không biết liệu tiền vệ người Pháp có suy nghĩ gì khi chứng kiến đội nhà thi đấu hoàn toàn áp đảo trước đối thủ Freiburg. Cùng gia nhập Juventus vào mùa hè vừa qua cho đến lúc này, Di Maria đã góp công vào 18 bàn thắng cho đội bóng thành Turin trên mọi đấu trường và trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Marc Allegri. Trong khi đó, Pogba mới chỉ có vỏn vẹn 6 bàn thắng trong màu áo mới, và ngay ở trận đấu thứ 3 kể từ khi trở lại sau chấn thương, ngôi sao mang áo số 10 đã bị kỷ luật nội bộ. Ở tuổi 30, Paul Pogba dường như vẫn chưa biết cách bước ra khỏi vết xe đổ của chính mình. Tua ngược thời gian trở về mùa hè năm 2016, Paul Pogba khi đó là tâm điểm của cả thế giới, sau khi Manchester United phá két chi ra tới 105 triệu euro để đưa cựu cầu thủ của mình trở về từ Juventus. Pogba cập bến sân Old Trafford với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm đó. Trong ngày đón cậu học trò mới, huấn luyện viên Jose Mourinho khi ấy đã phát biểu: "Cậu ấy có cơ hội trở thành trái tim của câu lạc bộ này trong thập kỷ tiếp theo và xa hơn nữa. Với tài năng đã thể hiện, chẳng có ai lại không đánh giá cao Pogba. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu dẫn dắt một Man United đang tỏ ra mất phương hướng thời hậu sự Alex Ferguson trở lại với đỉnh cao." Màn trình diễn của Pogba trong những mùa giải đầu tiên tại Man United là không tồi. Anh giành được hai danh hiệu là League Cup và Europa League năm 2017 dưới thời của Mourinho. Pogba còn đạt được hiệu suất đóng góp bàn thắng tốt nhất ở mùa giải 2018-2019 với 16 bàn thắng và 11 kiến tạo dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Trong 3 mùa giải tiếp theo, nỗi thất vọng là tông màu chính bao phủ lên cá nhân Paul Pogba. Thời gian thi đấu của anh suy giảm một cách rõ rệt và những đóng góp cũng vì vậy mà tụt dốc không phanh. Có rất nhiều lý do để lý giải cho sự thất bại của Pogba tại Manchester United. Một trong số đó là những chấn thương dai dẳng đã khiến anh phải ngồi ngoài tổng cộng 597 ngày, bỏ lỡ 100 trận đấu trong 6 năm khoác áo quỷ đỏ. Một lý do khác có thể kể đến là việc tiền vệ người Pháp đã bị sử dụng ở rất nhiều vị trí khác nhau và hiếm khi được chơi trong vai trò sở trường của mình. Những yếu tố trên đã hạn chế đi rất nhiều cơ hội của Pogba. Thế nhưng đa phần các ý kiến đều khẳng định rằng chính thái độ của cầu thủ này mới là thứ khiến cho sự nghiệp của anh chật khỏi đường ray. Trong quãng thời gian khoác áo Manchester United, sự ổn định là điều mà Pogba chưa bao giờ có. Ngay từ những ngày đầu tiên tại Man United, anh đã phải nhận vô số chỉ trích khi số lần thay đổi kiểu tóc còn nhiều hơn là số màn trình diễn xuất sắc. Pogba không ngần ngại thể hiện cá tính thông qua vẻ ngoài màu mè cùng những màn ăn mừng phô trương. Nhưng chính những điều đó lại là thứ mà người ta thường mang ra để trách móc mỗi khi số 6 của Man United thi đấu không tốt. Không ai là không nhận ra cá tính mạnh mẽ mà Pogba sở hữu. Những người hâm mộ anh chỉ ước rằng, giá như Pogba biết cách tiết chế cái tôi của mình lại một chút thôi, biết đâu sự nghiệp của anh đã có thể rẽ theo một chiều hướng khác. Người hiểu rõ điều này hơn ai hết là Jose Mourinho. Hẳn nhiều người chưa quên được cuộc đấu đá nội bộ giữa người đặc biệt và Pogba. Ngôi sao số 1 của đội bóng đã khiến phòng thay đồ của Man United hỗn loạn vào thời điểm năm 2018. Trong bộ phim tài liệu về sự nghiệp bản thân, Paul Pogba tiết lộ Mourinho đã nổi khùng khi nhìn thấy tấm ảnh anh đang nô đùa cùng bạn gái trong thời gian tiền vệ này rời đội để tới Miami dưỡng thương. Mourinho đã tước băng đội phó của Pogba và thậm chí từng không ngần ngại gọi cậu học trò của mình là một con virus trong đội. Mối quan hệ đổ vỡ đến mức không thể hàn gắn giữa hai thầy trò. Điều này buộc Man United phải lựa chọn một trong hai. Và rốt cục Mourinho là người đã phải xách vali rời khỏi sân Old Trafford. Quãng thời gian cuối cùng của Pogba tại Man United là vô cùng khó khăn. Anh xuất hiện trên mặt báo vì những vấn đề ngoài sân cỏ còn nhiều hơn những màn trình diễn ở trên sân. Tháng 4 năm 2022, mối quan hệ giữa Pogba và người hâm mộ quỷ đỏ coi như cũng đã đổ vỡ khi các cổ động viên trên sân Old Trafford đã dành những tiếng la ó cho tiền vệ mang áo số 6 khi anh rời sân trong chiến thắng 3-2 trước Norwich. Đáp lại những tiếng la ó ấy,
Pogba cụp tay lên tai và hướng về phía khán đài như một sự khiêu khích đến chính những cổ động viên nhà. Lại một lần nữa cái tôi bên trong chàng trai người Pháp đã chiến thắng, trong giây phút anh không thể kiểm soát được bản thân. Và đó cũng là lúc mà người ta biết rằng Pogba đã tự đặt dấu chấm hết cho tương lai của mình tại nhà hát của những giấc mơ. 6 năm sau khi chi ra 105 triệu euro để biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Man United chấp nhận để ngôi sao người Pháp ra đi mà không thu về một đồng nào, giống với cái cách Pogba đã rời Quỷ Đỏ vào năm anh 18 tuổi. So với những sự kỳ vọng khi đặt chân tới đây, rõ ràng là quãng thời gian mà tiền vệ sinh năm 1993 gắn bó với Man United có thể kết luận bằng hai từ thất bại. Huyền thoại của Quỷ Đỏ là cựu danh thủ Roy Keane từng nhận xét như sau. Như những gì mà chúng ta từng bàn luận nhiều lần trong vài năm qua, Paul Pogba là cầu thủ tài năng, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng tôi cảm thấy những gì mà cậu ấy đã làm ở Manchester United là chưa đủ. Man United chiêu mộ Pogba không phải là để chơi tại Europa League hay vô địch League Cup. Họ chi ra số tiền lớn và trả lương hậu hĩnh cho một cầu thủ như vậy để United có thể cạnh tranh cho chức vô địch quốc nội và Champions League. Đúng, chẳng ai có thể phủ nhận tài năng của Pogba, người từng đóng vai trò hạt nhân quan trọng giúp đội tuyển Pháp lên ngôi tại World Cup 2018. Thế nhưng bên cạnh tài năng khổng lồ ấy lại là một cái tôi quá lớn cùng với cá tính khó kiểm soát. Pogba sở hữu trong tay mọi yếu tố có thể dẫn anh tới đỉnh cao, nhưng anh lại chọn cách tự kìm hãm mình trong suốt những năm qua. Trong những ngày tháng cuối tại Manchester United, Pogba cũng thẳng thắn thừa nhận: "Tôi phải thành thật thừa nhận rằng năm mùa giải vừa qua không làm tôi hài lòng. Không hề, mùa giải năm nay cũng vứt đi rồi. Man United chẳng thể giành được danh hiệu nào, dù là ở Man United hay bất kỳ một câu lạc bộ nào khác. Tôi luôn muốn đoạt được các danh hiệu. Hơn một năm qua là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của chàng tiền vệ người Pháp. Không chỉ gặp phải những chấn thương rất nặng khiến anh bỏ lỡ World Cup 2022 và ngồi ngoài trong nhiều tháng trời, Pogba còn phải đối mặt với một loạt scandal nghiêm trọng, trong đó có cáo buộc yểm bùa người đồng đội Kylian Mbappe hay bị chính anh trai của mình tống tiền. Những lùm xùm ngoài sân cỏ khiến nhiều người chẳng để ý rằng Pogba đã trở lại với Juventus, đội bóng từng tạo nên tên tuổi của anh năm xưa. Tiền vệ sinh năm 1993 nhận lại chiếc áo số 10 và ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với bà đầm giả thành Turin. Trong đó, hơn một năm đầu tiên anh phải làm bạn với giường bệnh. Cho đến tận ngày 28 tháng 2, Pogba mới có trận đấu ra mắt trong màu áo Juventus khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 4-2 trước Torino. Anh tiếp tục được trao cơ hội vào sân ở phút 76 trong trận thua trước AS Roma của người thầy cũ Jose Mourinho. Cách đây không lâu, Pogba từng tuyên bố rằng: "Tôi sẽ khiến Man United phải hối hận vì đã thiếu quyết tâm trong việc giữ chân tôi." Dù mạnh miệng như vậy nhưng ngôi sao người Pháp lại sớm khiến cho người ta phải thất vọng. Thật khó tin khi sau ngần ấy thời gian ngồi ngoài, khát khao được thi đấu của cầu thủ này vẫn chưa đủ để chiến thắng những thói hư tật xấu. Bằng một cách nào đó, Pogba vẫn khiến cho cái tên của mình phải gắn với một câu chuyện không hay. Bị treo giò nội bộ ngay ở trận đấu thứ 3 rõ ràng không phải là cách tốt để gây ấn tượng khi bạn chuyển tới một câu lạc bộ mới. Nên nhớ rằng Pogba không còn là ngôi sao số 1 tại sân Allianz giống như thời điểm anh rời khỏi đây 6 năm về trước. Ở mùa giải này, tiền vệ mang áo số 10 mới chỉ đóng góp được rất ít cho Juve, và anh sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thuyết phục huấn luyện viên Marc Allegri trao cơ hội cho mình. Ở tuổi 30, dường như người ta vẫn nhìn thấy nơi Paul Pogba hình bóng của một chàng trai trẻ non nớt năm nào. Gần như trong suốt sự nghiệp, Pogba cứ mãi vùng vẫy trong cái vũng lầy nằm giữa tài năng và thái độ. Không ít người cảm thấy tiếc nuối cho những năm tháng mà anh đã phí hoài. Thế nhưng Pogba cần phải sớm nhận ra rằng người có thể giải cứu anh chỉ có chính bản thân mà thôi. Đã đến lúc phải thay đổi rồi, Paul Pogba, vẫn chưa quá muộn để cứu vãn sự nghiệp của mình.